Giá xe VinFast Lux SA 20 tháng 5 năm 2022 tiếp tục giảm thêm 160 triệu đồng, giá siêu hấp dẫn. Hãng xe Việt mới đây đã tăng ưu đãi tiền mặt dành cho khách hàng mua VinFast Lux SA 20 trong tháng 5 lên tới 160 triệu đồng, chưa kể hàng loạt khuyến mãi khác. Theo thông báo mới nhất từ hãng xe Việt, từ ngày 7 tháng 5 31 tháng 5 năm 2022, khách hàng khi mua xe VinFast Lux SA 20 sẽ nhận được ưu đãi tiền mặt từ 140 triệu đến 160 triệu đồng, trước đó là 80 triệu 100 triệu đồng trong tháng 4. Nhờ đó, giá xe Lux SA 20 hiện nay chỉ còn từ 1,16 tỷ đồng. Chưa kể trong tháng 5 này, khách hàng mua mẫu SUV 7 chỗ của VinFast vẫn sẽ được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, giảm 10% giá niêm yết khi mua theo hình thức trả thẳng. Đặc biệt, khách hàng còn sẽ được sử dụng cả 02 loại voucher Vinhome mệnh giá 150 triệu và 200 triệu để thanh toán khi mua xe Lux SA 20. Số lượng voucher được sử dụng thanh toán tối đa 02 voucher trên xe. Khi được áp dụng toàn bộ ưu đãi trên, giá lăn bánh VinFast Lux SA 20 sẽ ở mức thấp chưa từng có kể từ đầu năm đến nay. VinFast Lux SA 20 lộ diện lần đầu tiên tại triển lãm xe hơi Paris Motor Show 2018, Pháp. Sau 4 năm ra mắt cộng đồng quốc tế và 3 năm có mặt tại thị trường nội địa, Lux SA 20 ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong phân khúc xe SUV hạng sang cỡ trung. Lux SA 20 được trang bị đèn LED với thiết kế hiện đại. Phía trước xe được thiết kế dải đèn định vị ban ngày kéo dài từ logo chữ V đến hai hông xe, mang đến những đường nét thanh thoát. Xe pha có chế độ tự động bật trên tắt. Về phía sau xe, đèn hậu của Lux SA 20 dạng LED nổi bật với dạng đồ họa hình chữ V, mang tới hệ thống giải trí trải nghiệm cao cấp cho người dùng. VinFast Lux SA 20 trang bị màn hình trung tâm 10,4 inch sắc nét cùng hệ thống âm thanh 8 loa, ở bản tiêu chuẩn, 13 loa có âm ly, ở bản nâng cao và cao cấp, radio AM trên FM. Về vận hành, VinFast Lux SA 20 sở hữu khối động cơ i4 tăng áp, dung tích 2.0 lít, công suất lên tới 228 mã lực mang tới khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định, tự tin chinh phục mọi địa hình. Đặc biệt, Lux SA 20 có khả năng tăng tốc ấn tượng 100 km/h chỉ trong 8,9 giây, phiên bản tiêu chuẩn và nâng cao hoặc 9,1 giây phiên bản cao cấp. Ngoài ra, chức năng tác động cơ tạm thời vừa mang lại sự yên tĩnh trong khoang xe, vừa giúp xe tiết kiệm nhiên liệu tối đa nhất là khi đi trong đô thị. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.